Để cái cửa vô rồi. Ok các bạn, bây giờ là ông thuyền trưởng đã mở gate, tức là mở cổng cho chúng tôi lên lên xe rồi. Và tôi hy vọng rằng là mình sẽ có một cái chuyến đi thật là vui ở bên đây. À, ngồi cách thứ hai đi ra được mà. Rồi, lên cái ghế thứ hai ngồi nha. Ok, tôi ngồi đây tôi dễ quay hơn. Ok, tôi ngồi góc tôi dễ quay hơn. Và bây giờ thì bắt đầu là chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là những du khách. Hi. Are you my you guys in my video? It's okay. I try to hide it, but just get outside. All right. Thank you. Ok, tôi phải tránh những du khách ngồi chung với tôi nha, tại vì họ ngại lên trên video. Nhưng mà không sao cả. Are you mind because you know it's on Facebook and YouTube? You don't mind, it's okay. Okay. All right, thank you. All right. Các bạn, đây là một trong những cái tấm hình mà rất là đặc sắc và rất là đẹp. Một lát chắc là nhờ Phượng Mai khi mà đi xong cái này là tôi sẽ ngưng lại cái livestream khúc này chút xíu để mà chụp vài tấm hình kỷ niệm ở đây. Ở đây trước rồi sau đó chúng ta sẽ quay tiếp. Nhưng mà bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì tôi vẫn cố gắng là quay một số cảnh bên ngoài cho các bạn xem. Đây là cái đường ray xe lửa và cái cầu được thiết kế theo cái dạng cũ của ngày xưa. Các bạn thấy cầu bằng gỗ không? Bây giờ chúng ta đâu có cầu gỗ, chúng ta chỉ có cầu xi măng cốt sắt thôi. Nhưng mà ở thế kỷ thứ 18, 19 thì nó như vậy. Và các bạn thấy những cái rương cũ, những cái vali cũ được đặt lên đây để mà gọi là trang trí cho cái bên ngoài cái phố này nó nhìn thấy cổ kính hơn. Và các bạn thấy là cái máy bơm nước nằm ở đó. Và những cái thùng, tôi nghĩ những cái thùng này là những cái thùng rượu thì đúng hơn. Và các bạn, bây giờ thì ông thuyền trưởng không biết là ông đi chở vô chắc lẽ ông bán thêm vé. Các bạn nhìn ở trước ống kính của tôi có hai cái cột đèn rất là dễ thương, rất là đẹp, là cái kiểu của cột đèn của những cái đường ray xe lửa, những cái trạm đường ray xe lửa của thế kỷ 18 và 19. Thì họ có những cái đèn măng sông, cái này chúng ta tiếng Việt tiếng gọi là đèn măng sông đúng không Phụng Anh? Dạ, đèn măng sông nhỏ. Tống dưới quê mình là đi bằng đèn măng sông, tại vì không có điện đó. Đúng rồi, những cái đèn măng sông bằng dầu. Thì đây là một trong những cái điểm khá đặc biệt của Tây Phương. Khá đặc biệt. Và chúng ta bắt đầu. Có lẽ là ông thuyền trưởng, ông Mã Sa Trưởng đã ready. Are you ready, Captain? Ông phải vô ông mở cửa cho người ta không? Gà dây an toàn á. Dạ, thank you Captain. Alright. Ông kêu là cẩn thận nha. Khi mà chạy thì dễ bị rớt nón lắm, cho nên là rất cẩn thận. Và bây giờ thì ông Quả Xa Trưởng đã bắt đầu lên và chuẩn bị để mà khởi động cái chiếc hỏa xa này. Rồi các bạn đã nghe cái tiếng hỏa xa bắt đầu đi. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi. Để tôi quay ngược lại. Chúng ta quay bên đây, nó đẹp hơn. Ok các bạn, xe lộ trình đã bắt đầu di chuyển. Và tôi để ý trang như vậy để cho các bạn xem nha. Ok, và chúng ta đã bắt đầu di chuyển. Các bạn nghe tới âm thanh của cái radio. Cái này thì thời đó chưa có đâu, họ làm thêm thôi. Wow. Các bạn thấy cái đầu hỏa xa. Rất thông thạo các bạn. Rồi bây giờ thì tôi đã rời trạm. Chạy một vòng như vậy. Và các bạn nhìn thấy ở đây là
các du khách hội chung với tôi ở trên cái chuyến xe lửa này. Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu đi vào trong cái chui qua một cái hầm hang đá. À, chui qua cái hầm. Ok các bạn. Rất là đẹp và rất là vui. Wow. Tiếng kìa. Tiếng còi hỏa xa. À, đây là ở phía trong hầm đá nha các bạn. À, chúng ta đã đi qua cái kẻ núi rồi nha. Đây là một cái hình thức của một cái kẻ núi. Rất là đẹp các bạn. Có một cái view rất là đẹp. Wow. Bạn thấy tôi phải quay qua bên đây dễ hơn. Bạn vẫn thấy rất là đẹp. Di chuyển qua núi và họ mô hình lại những cái núi này là những cái núi mà cao chót vót ngày xưa. Rất độc đáo phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua một số những cái vật dụng rất là hay. Tôi cũng giống như chị khác khác họ chụp hình, còn tôi thì quay live để mà làm một cái clip cho các bạn trên YouTube và bên Facebook xem. Và chúng ta nhìn lại toàn cảnh. Tôi quay cái hầm wow, các bạn, ông chị giúp mình xem phía trên đây, thì các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Inside that mountain, belonging to several different mines. However, the only mine that is open daily for guests to safely go into themselves is the Maggie Mountain. Just below the Silver Canyon, there appears to be just a rất là đẹp ở đây. Các bạn nhìn thấy những cái rặng núi. Những cái rặng núi rất là đẹp. So that would put you in a hole. Go back to playing the lottery. Các bạn thấy những cái cảnh mà những cái giếng bị bể còn nữa không? Ở góc kia kìa. Và chúng tôi lại tiếp tục đi. Và các bạn, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển và cố gắng quay ra phía trước cho các bạn xem cái đường rầy. Đó, các bạn thấy cái đường rầy ở dưới không? Và cái đầu xe không? À, rất là độc đáo không các bạn? Wow, ở đây cũng có thể ngó cả cái view của cái Valley, tức là cả cái thung lũng nằm ở dưới kia. Wow, rất đẹp các bạn ơi. Đây là cái khúc mà rất là đẹp. Và chúng ta đang đi qua. Và ở trên đây chúng ta có thể nhìn xuống toàn cảnh của cái thung lũng như thế nào. Ok, các bạn nhìn thấy toàn cảnh thung lũng chưa? Rất đẹp không các bạn? Các bạn nhìn thấy rất đẹp đúng không? Đây là chúng ta đang đi một cái tuyến đường được xem là rất tuyệt vời. Nếu có dịp qua Mỹ hoặc là những tỉnh bạn khác về
mà ghét Cali thì ghét lái mà cá thì không nên bỏ qua chỗ này nhé. Đây là một cái phố du lịch cổ của Hoa Kỳ ở cái thế kỷ thứ 18, 19, thời mà các người ở miền đông Hoa Kỳ họ qua chinh phục được biển Tây, mà chúng ta là thường gọi là thời cao bồi biển Tây đó. Thì đây là lúc mà họ qua đây, họ xây dựng đường đầy xe lửa, họ thành lập thị trấn hay là họ đi đào vàng. Thì California được gọi là Golden State, là miếng vàng vàng mà các bạn. Và do đó các bạn nhìn thấy bây giờ chúng ta đi trở lại cái thao, cái phố, thì các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Ở trên mà chúng ta nhìn xuống như vậy thì rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị băng qua cái cầu và đó là đằng sau cái nhà hàng. Và chuẩn bị qua cầu thì là có tiếng còi hú của chiếc xe hỏa xa này, tại vì chúng ta chuẩn bị băng qua cầu rồi các bạn nha. Rất là độc đáo. Các bạn nhìn thấy những cái đồ mà được trang trí ở đây rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta băng qua cái cầu gỗ lúc nãy mà tôi đã quay cho các bạn xem đó. Bây giờ chúng ta đã băng qua cái cầu gỗ. Ở đây các bạn thấy cái cầu gỗ không? Tôi cố gắng tôi quay cho các bạn xem cái cầu gỗ bên đây. Đây là cái cầu gỗ mà chúng ta đang băng qua. Well folks, we hope you have fun and maybe you learn a few things on our tour today. Please remain seated until the train comes to a complete stop. Rất đẹp, rất hay. Và xứng đáng đi du lịch, một cái vé vào đây có $8 thôi các bạn. Và các bạn mua cái vé đi xe lửa này thì là $4.50, là $4.50. Chúng ta có một cái tour rất là dễ thương, rất là đẹp. Và chúng ta đã hoàn tất cái tour ở trên chiếc xe lửa này. Và một lát nữa tôi sẽ dẫn các bạn đi vào trong cái chỗ mà đào khoáng mỏ, tức là cái mai, tức là cái mình sẽ đi vào trong đó mình coi ở bên trong nha. Ok, để khi xuống khỏi chiếc xe lửa này thì chúng ta bắt đầu đi. Ok, và chúng ta đã hoàn tất xong cái tour đi bằng xe hỏa xạ của thế kỷ thứ 18 và 19. Rất là dễ thương. Và bây giờ chúng tôi đang ngồi chờ vì Captain mở cái hiên gate này cho chúng tôi ra. Thank you Captain. Thank you. Thank you Captain. Go ahead, go ahead. Thank you. Go ahead. Alright. Ok, và bây giờ thì chúng tôi đi xuống trước. Và chúng ta đi tiếp cái tour của chúng ta. Ok. Ok, và bây giờ thì tôi đi vào trong cái nhà. Cái My Tour để chúng ta có thể xem thử trong cái My Tour này có cái gì. Các bạn thấy cái đường rầy để mà những cái xe chở đá đi ra ngoài không các bạn? Ok, và chúng ta vào trong đây. My Tour Advance. My Tour Advance đi vô trong đó luôn. Ok, mua vé đi mày. Đây đây. How much is My Tour? It's $3 a person. Ok, $3. So $6 total. $6, yeah, yeah, okay. And we just work in, right? Huh? We just work in, right? Yeah. Okay, all right, thank you. $6. Okay, mua vé đi vào cái My Tour này thì là $6. What's your name? Samantha. Nice to meet you. Happy New Year. Happy New Year. All right. Okay, và tôi đã mua vé rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái My Tour này để chúng ta xem coi bên trong nó có những cái gì ha các bạn ha. Đây là một cái chuyến du lịch khá vui. Thank you. Okay. Okay. All right. Thank you. All right. Can you show me? So go in, go right, turn around, make another right. Thank you. Stairs. Okay. Thank you. Bà đang chỉ cho tôi cái map để đi vào. Các bạn nhìn thấy đây là những cái đá. Những cái đá. Okay. Và bây giờ tôi mở. Tôi để qua bên đây thì hy vọng là các bạn thấy đây là cái đường hầm mà cái tunnel, tức là dẫn vào trong các cái khoáng mỏ đó các bạn. Và tôi đang cố gắng tôi đi, hy vọng rằng chúng ta sẽ đi và sẽ thăm viếng nó một cách nó vui hơn. Ở đây thì các bạn thấy tôi cố gắng tôi quay hết tất cả những cái gì. Ok, và các bạn thấy
Đây là cái cảnh mà người công nhân khoan đây. Wow. À, chúng ta đi qua bên đây nghe mày. Đi bên đây rồi dầm cái ra. Dầm cái ra là quẹo qua đây đúng không? À hả, đúng rồi. Và chúng ta đi vào đây trước. Ok các bạn. Đây là chúng ta đi vào thăm cái tunnel, tức là cái nơi mà ngày xưa người ta đào khoáng mỏ. Thì đây là những cái hầm, và từ những cái hầm này người ta đưa đá ra ngoài, hoặc là người ta đưa những cái khoáng mỏ ra ngoài. À, rất là đẹp. Ok, chúng ta đi tới đây hình như là the end thì phải. Chưa à, chúng ta vẫn đi tiếp. Ok, đến đây là cái chỗ mà cuối cùng rồi các bạn. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ trở ra. Ok, tôi quay cho các bạn xem. Ở phía dưới đây là những cái mô phỏng lại những cái cảnh mà các công nhân làm việc ở dưới hầm mỏ như thế nào nha. Ok, rồi bây giờ tôi đi ra và mình sẽ quẹo về phía bên kia, mình trở ra lại. Rất là đẹp không các bạn? Và chúng ta đi trở ra lại. Đó là một trong những cái mô phỏng. Vé vào thì chỉ có 3 đồng cho một người. Chúng ta có thể đi một cái tour như vậy để chúng ta thăm viếng tất cả mọi cái hình ảnh. Vé đi xe lửa thì 4 đồng rưỡi, vé vào cổng thì là 8 đồng cho người lớn. Thì các bạn thấy nó có những cái giá cả rất đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta đi qua hướng bên này. Đây là cái hướng mà chúng ta sẽ đi tiếp. Ok, và bây giờ thì tôi là trong cái lộ trình đi tiếp nha các bạn, để chúng ta wow. Ở trong đây thì có những cái đặc biệt hơn nữa các bạn, chúng ta coi nó là cái gì nha. Ok, và các bạn thấy đây, tôi đứng quay cho các bạn xem. Ok, đây là cảnh của người công nhân làm thang đá, và ở trên kia là cái thang máy bằng gỗ. Tôi đưa lên cao cho các bạn thấy. Bây giờ mình đưa xuống thấp đi để các bạn thấy. Thì đây là họ mô phỏng lại nha các bạn. Tôi đưa xuống thấp nữa để các bạn thấy những cái vật dụng ở dưới đây. À, và chúng ta thấy cái người công nhân họ đẩy máy như thế nào. Đây, đây là cái thùng thang, những cục đá đây ha các bạn ha. Và đây là một cái cảnh. Và bây giờ bên đây thì là cái cảnh mà công nhân nằm nghỉ ngơi ở trong cái hầm ở trong thang đá. Các bạn thấy có cái giường không? Và có một công nhân ngồi nằm nghỉ đó không? À, đèn dầu, và họ ngồi nghỉ ngơi đây nghe các bạn. À,